Giá gia cầm hôm nay ngày 16 tháng 3, giá vịt thịt một số nơi tăng nhẹ, giá gà công nghiệp trứng lại. Giá gia cầm hôm nay ngày 16 tháng 3 tại các vùng có biến động. Theo đó, giá vịt thịt ở các vùng miền Bắc có nơi tăng nhẹ, việc tiêu thụ hàng tại các trại đã thuận lợi hơn, giá gà công nghiệp vẫn đang giữ ở mức khá cao. Giá vịt hôm nay ở các vùng, vịt miền Bắc có xu hướng tăng giá. Khi nhận giá gia cầm mới nhất tại các vùng, chúng tôi thấy giá vịt thịt bán tại các vùng miền Bắc có biến động. Trong đó, giá vịt bầu lai loại trên 2,2 kg mỗi con bán buôn ở các trại tại Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương, có nơi tăng lên đạt gần 40.000 đồng mỗi kg. Tuy nhiên, giá vịt bơ vẫn ở ngưỡng khá thấp chỉ khoảng 29.000 đồng đến 30.000 đồng mỗi kg. Tại các vùng phía Nam, giá vịt siêu thịt bán cho thương lái ở Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, giao động từ 36.000 đồng đến trên dưới 38.000 đồng mỗi kg. Giá vịt xiêm bán từ 51.000 đồng đến trên dưới 60.000 đồng mỗi kg, tùy vùng. Giá vịt phá đàn bán buôn từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng mỗi con. Giá vịt trời bán tại các vùng miền Bắc từ 80.000 đồng đến 90.000 đồng mỗi kg. Giá ngan thịt ở các vùng vẫn ổn định ở mức vừa phải, ngan trắng bán tốt được 47.000 đồng đến 48.000 đồng mỗi kg. Giá gà hôm nay không có biến động. Giá gà công nghiệp giao dịch ở các trại gia công tại các vùng miền Bắc đang duy trì ở mức trên dưới 32.000 đồng mỗi kg. Giá gà lông trắng loại trên 3 kg mỗi con bán ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, từ 30.000 đồng đến 31.000 đồng mỗi kg. Giá gà trắng bán ở các vùng miền Nam từ 23.000 đồng đến 26.000 đồng mỗi kg. Cập nhật giá gà thả vườn ở các vùng, phóng viên dân Việt thấy giá gà mía bán tại Sơn Tây, Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái cao nhất đạt trên 85.000 đồng mỗi kg. Giá gà ta lai nuôi trên dưới 100 ngày bán tốt được trên 55.000 đồng mỗi kg. Giá gà lai trọi bán buôn cho thương lái từ 52.000 đồng đến 56.000 đồng mỗi kg. Hàng tại trại tiêu thụ khá chậm. Hiệu quả bất ngờ khi dùng giấy báo cũ uống gà, vịt giống. Chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi gia cầm của gia đình, ông Phạm Văn Thanh, chủ trại nuôi gà ở Thái Nguyên cho biết. Nhiều năm nay, ông và một số hộ ở cùng địa phương thường mua giày bào cũ với giá rẻ về để uống gà, vịt. Theo ông Thanh, khi gà, vịt mới mua về ngày đầu, gia đình ông thường thuê nhân công giải dây bão cũ kín nền chuồng để vừa giữ ấm chân cho vật nuôi non vừa giúp các con giống không may bị thương, hở bụng tránh bị vỏ chấu khô găm vào dễ bị viên, bệnh chết, hao hột. Trước đây chúng tôi hay dùng vỏ chấu lót nền úng con giống nhưng qua thời gian dùng thế vật nuôi bị hao hụt nhiều hơn. Hơn nữa, khi cho gà ăn thức ăn sẽ rơi vãi ra chấu nhiều để lâu ngày cám sẽ mốc vật nuôi lớn lên mới ăn hay bị bệnh nhưng khi dùng báo cũ lót nền chuồng trong mấy ngày đầu chúng tôi tiết kiệm được mỗi ngày cả kg thức ăn một vạn con đặc biệt khi cho gà ăn chúng sẽ chạy nhảy lên giấy báo phát ra tiếng kêu bộp bộp, có thể giúp cho vật nuôi thích thú ăn nhiều và nhanh lớn hơn ông thanh chia sẻ cũng theo ông thanh hiện tại nhiều trại chăn nuôi ở miền bắc vẫn mua giấy báo cũ về làm lót nền úm gà vì trong 3 đến 4 ngày đầu, khi con rồng mới mua về sẽ thải ra phân có thể chứa mầm bệnh từ nơi sản xuất, ấp nên khi đưa về chuồng mới uống vài ngày. Bà con sẽ thu dọn lại báo cũ này bỏ đi và dùng vỏ chấu lót nền tiếp tục chăn nuôi đến khi xuất chuồng, ông Thành tiết lộ. Dù cách làm này khá hiệu quả nhưng theo nhiều chủ trang trại, việc giải và thu dọn vệ sinh sau khi lót nền xong mất khá nhiều thời gian và nhân công cách dùng giấy báo cũ ra cầm giống khi mới mua về cũng có nhiều ưu điểm nhưng chúng tôi ít dùng vì khó mua được hàng báo cũ và tốn nhiều công trong chăn nuôi bà trương thị nụ ở hoa lư ninh bình nói